Hôm nay ôn tập chắc là một ngày chưa biết lịch mà muộn lắm thì kệ. Bây giờ sẽ làm video. Không biết cái thông tin ở đâu mà chúng mày cứ bảo là thi online đấy, mình cười thật. Cô Hòa bảo nhưng mà tao chưa thấy trường báo thông báo gì cả. Ôn tập học kỳ 1. Cái ma trận đề các bạn có rồi đúng không? Cái ma trận đề chắc là các bạn có hết ở trên lớp rồi đúng không nhỉ? Thì nhìn ma trận đề cũng khá cơ bản thôi, không không phải là khó lắm. Vì là học online nên là mọi người ra khá là nhẹ nhàng thôi. Những câu 0,5 điểm là những câu gọi là khó thôi chứ không phải là khó hẳn. Thì mình sẽ hôm nay ôn hết những phần này. Ôn hết nha. Thì phần này thì nhắc qua thôi vì phần này khá dễ. Nhắc qua thôi nhá. Nhắc qua thôi, chắc tầm 15-20 phút thôi. Nhắc qua thôi này. Còn chú trọng hôm nay thì sẽ ôn cho các bạn phần này các bạn quên khá nhiều rồi. Vì lâu không động vào, cũng chẳng phải lâu đâu, còn được 2-3 tuần thôi nhưng mà khả năng cao cũng quên gần hết rồi. Còn cái này thì bài này là cho điểm, không không có làm gì cả, mất thời gian. Ok không? Chú trọng hôm nay mình sẽ ôn câu câu thứ hai để sinh nhật. Rồi. Thì như vậy nhé. Phần một là lượng giác. Lượng giác. Rồi thì trong phần lượng giác này nhá, thì tối thiểu là các nhớ cho thầy là trách nhiệm của phương trình cơ bản. Nhiệm của phương trình cơ cơ bản ở trên nhá. Như kiểu là sin cos tan và cotan bằng m. Đấy. Và thứ hai vì trong giới hạn ma trận ấy, mình chỉ nhớ đây thôi là phương trình bậc cao thì trong phương trình bậc cao này mình quan tâm những cái gì, những cái công thức hay dùng như sau này, như kiểu là sin bình của u cộng u bằng 1 đúng không, và thứ hai là cốt của 2u sẽ bằng là 2 cos bình u trừ 1 bằng 1 trừ 2 sin bình u bằng cos bình u trừ sin bình u. Được chưa? Đấy là những cái các bạn cần phải nhớ tối thiểu là vậy. Vì hai câu nếu có một điểm là như có dễ thôi, phần này phải nhắc qua thôi. Và cái câu vận dụng cao này, khả năng cao câu này này cũng là lượng giác nốt. Khả năng cao là lượng giác nốt thì các bạn phải nhớ cho thầy là cái đường tròn lượng giác, đường tròn lượng giác. Đường tròn lượng lượng giác, nhớ cho thầy nhá, xử lý vận dụng cao. Thì mình sẽ mất tầm 15 20 phút để ôn những cái phần này. Khá dễ thôi. Nhớ là muốn có tan nhá. Các bạn nhớ là muốn có tan thì cốt nó phải khác không, muốn có cô tan thì sin phải khác khác không. Những cái chưa đặc biệt thì các bạn nên vẽ vòng ra, vẽ cái vòng ra. Mấy tháng học lượng giác rồi chắc cũng mang máng được một cái gì đấy để xin nhỉ. Ví dụ một nào, tìm cách xác định hàm số trên nhà câu 1 sin x trên cho 2 cos x trừ 1, câu 2 là y bằng tan x 3 chia cho 2 sin x trừ căn 2. Ok.
Là các bạn tự làm một số câu này xem nào. Thử tự làm một số câu hết này nha. Quên thì mở cái vở lượng giác ra xem lại các họ nghiệm. Thay dấu bằng một dấu khác thôi, chấm hết và kết luận được rồi. Nào. Làm con này cho thầy một chút nha. Ngân là điều kiện ngân là gì nhỉ? Ngân. Ok, làm Điều cho con. kiện là cốt x phải thuộc trong đoạn Ừ. trừ 1 đến 1. Trời ơi, có mẫu thì cốt à, có mẫu thì mẫu phải khác khác không? Xin cốt bình thường khỏi điều kiện gì? Điều kiện có nghĩa em ạ, không phải thật sự giá trị. Thì có mẫu thì phải cho nó khác không đấy, hai cốt trừ một hai khác không, em nhớ chưa? Thế là cốt x khác bao nhiêu? Cốt Cốt x x khác khác 1 một phần phần 2. hai, còn nhớ họ nghiệm của nó không? X khác bao nhiêu nhỉ? X bao nhiêu cộng trừ ship ship cốt ra bao nhiêu, ship cốt một phần hai ra bao nhiêu nhỉ? Ship cốt một phần hai ra đổi ra Ryan nhé em nhé, đổi ra Ryan thầy phải ra bi trên ba không, cộng k hai hai bi, ok chưa? Vậy mình có d trong gì, d trong error đúng không nhỉ, trừ đi là cộng trừ bi trên ba cộng k2 bi, mình nhớ cho này là k thuộc z, nhớ lại cái này chưa? Đấy, giờ điều kiện sai thằng bé đây này, câu này câu cho điểm ấy, không biết thi online gì, không biết thi cái loại này trắc nghiệm nhá, trường quay xe liên tục chắc là mặt. Nào, toàn nào, giúp thầy câu thứ hai là theo toàn điều kiện của những cái gì? Hai xin x trừ căn 2 khác không? Rồi, tiếp tục. Xin x khác căn 2 trên 2. Ok đấy. Là có ai có nhìn khác toàn không? Toàn bảo mỗi cái điều kiện này thôi. Để trà nào, theo trà còn điều kiện nào nữa không? Em với thầy là chắc là hết rồi. Vâng. À, có điều kiện. Vừa Có nhấn điều mạnh. kiện của tam x ạ. Vừa nhấn mạnh xong có tan, đã có chữ tan là phải thế nào? Là phải thế nào Tam x thì là cốt x phải khác không ạ? rồi, ok thôi. Các bạn cứ nhớ nhá, không cần biết tan ở vị trí nào, cứ có chữ tan là cốt phải khác không, cứ có chữ cô tan là phải xin khác không, không cần biết nó ở trong căn hay ngoài căn, hay ở mẫu hay phân tử, ok không nhỉ? Cứ phải thế đã. Thì câu này là câu lừa các bạn này, đa số là mình chỉ điều kiện cái mẫu khác không thôi, nhưng mà toàn bỏ cái tan có nghĩa, hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, cẩn thận một chút. Tức là xin x khác bao nhiêu, khác căn 2 trên 2 này và cos x khác không, còn nhớ giải cái này không, là x khác bao nhiêu, x khác bi trên 4, ship sin cho thầy, ship sin căn 2 trên 2 là bi trên 4 không, cộng k2 bi, x khác bi trừ bi trên 4 cộng k2 bi, nhớ lại rồi nhá, còn x khác bao nhiêu, cos x khác không, x khác bi trên 2
Hiểu chưa? Cái này không khó này, thì không muốn đi sâu nhá. Về các bạn thật chú ý thầy những cái ví dụ này. Thật chú ý thầy những ví dụ này nhá, vì nó không không khó. Nắm bắt được chưa nhỉ? Đấy. Có mẫu thì mẫu phải khác không? Có tan hay cô tan thì điều kiện tan cô tan có nghĩa. Ok không nhỉ? Thì đi thi thì không mức có trong căn đâu, vì những câu một điểm những câu dễ nên các bạn cứ yên tâm mà làm, không phải quá khó mà phải sợ cái gì, cứ theo cái ma trận này mà làm thôi. Nếu mà các thầy cô ra đề mà sai cái ma trận ấy, thì mày cứ lên thắc mắc thầy cô, em chỉ ôn ma trận thôi, mà cô cho khác ma trận thì cô đang trêu đùa em đấy đúng không, đấy kiểu như vậy. Rồi ví dụ hai, giải phương trình một số phương trình cả quen nhé. Câu một là cos bình x trừ 3 sin x cộng 3 bằng 0. Làm hai đầu trước là 2 cos 2x cộng 3 cos x trừ 4 bằng không. Rồi ok. Nhớ cái phương trình này nhé, thầy dạy các bạn hai cái hướng chính thôi. Đầu tiên phải là phải nhìn cung trước. Tất cả lượng giác mình giải hầu như là toàn là cùng cung hết thôi, nhìn cung. Xem là cùng một cung chưa? Nếu cùng một cung rồi thì hướng thứ hai mình nhìn gì? Nhìn hàm, dương dạng này là vậy. Là mình phải cố gắng đưa về một hàm lượng lượng giác. Đấy. Thế các bạn xem câu 1 nó có cùng cung chưa? Nếu cùng rồi thì cố gắng đưa về cùng hàm và biến đổi theo cái bậc nhỏ hơn nhá. Đưa về hàm theo bậc nhỏ hơn. Đấy. Ok không? Nhìn lại các công thức lượng giác thì vừa chép lại ở đây. Để cho 1 phút nhớ lại. 1 phút suy nghĩ mà nhớ lại. Đó. Câu này làm kiểu gì đây? Tâm là em thưa thầy, cos x bình bằng 1 trừ sin bình đúng x. rồi, cái này là cùng cung x rồi đúng không, x cùng cung rồi đấy, mình phải đưa về cùng cùng hàm, thì hàm sin là bậc 1, bậc bé hơn đúng không, mình sẽ đưa về sin bằng cách là gì nhỉ, cos bình sẽ là 1 trừ sin bình x đấy, trừ đi 3 sin x cộng 3 bằng thông số còn lại. Bằng trừ 4 Trừ được chưa? bốn Đây có bao nhiêu? Còn nhớ đây. Cái này thì loại, nhớ xem loại đây. bi Loại trừ 4 đi. bi trên 2 cộng cai bi. Ok. Cái này chỉ có một hỏi nghiệm thôi mà đấy nhá, nhớ lượng giác này, lượng giác. Nhớ trục dọc là trục sin nhá, trục ngang là trục cos, thì chỉ có duy nhất một điểm làm cho cái sin bằng 1 thôi, điểm này điểm bi trên 2. Đúng nhỉ? Ok. Rồi, sang câu 2 ạ. Cùng cung, cùng hàm đấy. Chưa cùng cung thì phải biến đổi nó về cùng cung và biến đổi theo cái hàm bé hơn. Đã, bài này biến đổi kiểu gì nhớ lại một tí. Ngọc Linh này.
Hôm nay nhớ lại được con này chưa? Ủa, Ngọc Linh có đây không? Nhớ lại cái này chưa? Chẳng nghe được cái gì. Nào một đứa khác nào. Đứa khác đi. Nam nào. Làm được cái này. Em à? Ừ. À, thầy là em đưa về Cung gì? 4 cốt bình x trừ 2. Đưa về cung x đúng không? Đưa cung bé hơn. Vâng. Hàm bậc cung x là hàm cốt đúng không? Mình sẽ đưa về toàn cốt gì nhỉ? Mình định nghĩa nó sẽ là 2 này. Đưa được cả 2 2 cốt bình x trừ 1 trừ 1 cộng 3 cốt x trừ 4 bằng 0. Không. Đưa gì nhỉ? Và 4 cốt bình x cộng 3 cos x trừ 6 trừ 6 bằng 0. Ồ, nhiệm 6 đúng không? Vâng. Cho nên nhiệm đi. À, cos x bằng trừ căn 3 à trừ 3 cộng căn 105 trên 8. Cái gì bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? 0,9 ấy. À, có nhiệm rồi. Còn cos x cho nên bao nhiêu? Trừ 3 trừ 3 trừ căn 105 trên 8. Chút xíu bao nhiêu? Trừ 1,6. Cái này phải loại. Loại. Đúng nhỉ? Chắc là mình có thôi. X sẽ bằng gì nhỉ? Cộng trừ ARC cos của trừ 3 cộng trừ 3 cộng căn 105 trên 8 cộng K2pi. À, được chưa? Đấy. Được chưa nhỉ? Nhớ lại cái này chưa mấy đứa? Nhớ lại chưa? Rồi tương tự nhá, mình làm ba bốn câu cho quen tay lại thì nhớ đi. Câu ba là ba cos 4 x cộng sin 2 x ba cos 4 x cộng sin okay. Trừ cộng 2 bằng 0.
Nào, Phương Ly nào. Bài này chọn đời cung gì nhỉ? Em đưa về cung 2x ạ. Ok, rồi bây mình hiểu một chút này, viết chậm các bạn theo dõi. Nếu mình coi cái này là A đúng không? Nếu cái này là A này thì cái này sẽ là mấy A? Hai à. Đúng rồi, 2A. Thì mình nhìn thấy này, A và 2A quan hệ nhân đôi với nhau chưa? Cụ thể là đưa về hàm gì nhỉ? Xin hãy gặp. Đúng rồi, tức là bằng 3 này nhân cả cos 2A sẽ bằng là 1 trừ 2 sin bình A đúng không? 2 sin bình A, ở đây A là 2x. Nhìn thấy chưa? Cộng sin của 2x cộng 2 bằng xong nhuận cho thầy này. Trừ 6 sin bình 2x cộng 3 cộng sin 2x cộng 2. Cộng 5 bằng xong nhuận luôn. Rồi tức là mình có sin 2x là bao nhiêu? Xin hãy bằng trừ 5 bằng 6. Rồi, mình có nhớ không? Sin u bằng 1 thì tức là u bằng bao nhiêu nhỉ? U là bao nhiêu? Pi trên 2 cộng K2 pi. Dưới 2x bằng bao nhiêu? Nó ra số xấu lắm này. Số số thì làm thế nào? Trời ơi, mẹ quên rồi. Bằng cộng trừ C cộng chỉ tiêu ngoài ấy. Nhận sin cho khác. Sin của gì? ARC Sin sin trừ 5/6 cộng K2 pi. arc đây là arc 2x sẽ bằng là gì nhỉ? Pi Bi. trừ ARC sin trừ 5/6 cộng K2 pi. Đây như này. X bằng bao nhiêu? X bằng pi trên 4 cộng 4 K pi. đi này. Đi cùng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 Đúng rồi. arc sin Xin 5/6 trừ cộng K pi. KB rồi tiếp tục x bằng Pi trên 2 ừ. trừ 1 phần 2 arc sin trừ 5/6 cộng K pi. Rồi, ok. Các bạn nhớ lại bài này chưa? Nhớ lại chưa? 3 câu thôi, không hơn. Thì phần này khá dễ, chủ yếu là ôn lại cái và cần đếm. Các bạn nhớ lại xác suất nữa. Được chưa nhỉ? Rồi. Phần này ổn chứ? Phương Anh nghe hiểu chứ? Hồng Anh ok không? Có. Ừ. Trần Trang nghe hiểu ok không Trần Trang? Nhớ lại chưa? Các bạn nào mà trường thi trắc nghiệm ấy, thì cái phiếu của thầy ấy, thì có cả 2 phần, một phần trắc nghiệm và tự luận, thì các bạn cứ làm cho thầy cái phần trắc nghiệm, làm đủ cho thầy nhé. Thì có gì hôm nào mà cần đáp án chi tiết ý, thì thầy sẽ gửi đáp án chi tiết các bạn, là thì cái file này thì cũng soạn hết rồi, soạn cả đáp án chi tiết rồi, nhưng mà cần thì cứ nhắn tin hỏi thầy thì sẽ gửi đáp án chi tiết cho mình làm đi. Rồi sang bài 3 nào, bài 3 và bài viết cũng cao một chút. Tìm mơ để có 1 trừ đi đó, xin mình x trừ đi 2m cộng 1 nhân cos x, mình xin x. Cái này có gì nhỉ? Có 3 nghiệm phân biệt thuộc một từ 0 đến 3 đi trên 0.
Nào. Đối với chẳng hạn thuộc từ 0 đến 3 pi trên trên 2. Thì còn nhớ bài này làm cái gì không? Riêng là những mặt toán nhiệt trên khoảng ấy, để sẽ chưa lại một chưa một bài các bạn nhớ lại. Riêng những bài toán mà nhiệm yêu cầu trên một khoảng một đoạn một phương trình bậc 2 ấy, thì mình nói thẳng với các bạn phải 90% các thầy cô cho các bạn là kiểu này. Tức là kiểu đây là chính phương. Kiểu phương trình bậc 2 mà có nhiệm trên một khoảng một đoạn đúng không? Thì delta nó sẽ là chính phương. Vậy bây giờ mình sẽ đặt t bằng gì? Đặt t bằng sin x đúng không nhỉ? Sin x. Khi đó phương trình sẽ là gì? Điều kiện tính sau nhé. Phương trình sẽ là t bình trừ đi 2m cộng 1 nhân t cộng 2m bằng 0. Thì bây giờ các bạn kiểm tra delta như thế. Kiểm tra delta bằng gì nhỉ? Còn nhớ trong này không? Là 2m cộng 1 tất cả bình này trừ đi 8m sẽ bằng là gì nhỉ? 4m bình trừ 4m cộng 1 sẽ bằng là 2m trừ 1 cả bình. Được chưa? À, delta chính phương rồi. Nhớ công thức nghiệm nhé là T1 hoặc là trừ B cộng trừ căn delta chia 2A. Thì mình suy ra ngay là gì? Không chỉ có hai nghiệm là T bao nhiêu? Trừ B tức là 2M cộng 1 cộng căn delta tức là cộng 2M trừ 1 chia cho 2A là 2 đúng không? Kết quả sẽ bằng là 2M. Hoặc t sẽ bằng là 2m cộng 1 trừ đi delta bằng 1. À, thế mình tương đương ngay nhé. Nào. Sin x là sin x bằng 2m mà sin x bằng 1, có là 1 phương trình 2 đi. Nào. Nhớ là cái miền của thầy vòng tròn lượng giác đây, các bạn nhìn thấy vòng tròn lượng giác đây, nhớ lại một chút, muốn tìm giá trị của sin đúng không thì mình chiếu vào trục dọc đúng không nhỉ. Vòng lượng giác đây của thầy là chỉ lấy gì thôi, lấy các giá trị từ không này, không đến đâu, đây là bi này đúng không nhỉ, 3 bi trên 2 ở đây đấy. Đây là 0, đây là 3 pi trên 2. Tức là vòng màu vàng thôi. Thì giá trị của sin này tại đây nó là, tại đây là 0 này, tại đây là 1 này. Tại đây nó là 0 này. Tại đây nó là -1 này, đây là giá trị của sin. Đúng không? Ok chưa? Thì bây giờ mình nhìn nhá, nhìn cái này này. Nhớ là sin thì phải chiếu vào trục OX nha, thì mình có này. Phương trình 2. Phương trình 2 là sin x bằng 1 thì sin là có gì đây? Có một nghiệm thuộc cái gì? Có một nghiệm thuộc từ 0 đến 3 pi trên 2. Vì sao? Vì chỉ có một điểm này thôi. Các bạn có nhận này không? Thì bây giờ nhá, mình xin câu sau này là bây giờ một câu chốt hạ này, để phương trình có 3 nghiệm phân biệt thì khi thì là phương trình 1 nó như thế nào, để phương trình có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình 1 nó sẽ như thế nào, một câu hỏi đơn giản thôi. Đó. Theo lợi này, theo lợi thì phương trình 1 như thế nào. Ừ, phải có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm phân biệt thuộc cái gì nhỉ, thuộc cái 0 đến 3 pi trên 2 đúng không. Thì bây giờ nhá, nghe này, các bạn phải nhớ cho thầy cái đường này này, cái đường 2m này của thầy ấy, cái đường 2m này của thầy đó là đường thẳng, là đường thẳng song song hoặc là trùng với cả OX.
Tức là cái thước này này nó sẽ như thế này. Đấy. Nhớ là y đấy nhá. Y bằng sin và y bằng 2m nó sẽ song song trục x này. Thì theo mấy đứa khi nào thì cái 2m cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt. Nhớ là đường tròn mình chỉ lấy phần màu vàng thôi. Khi nào thì 2m cắt đường tròn tại điểm phân biệt. Khi nào? Đó, nó như cái thước của thầy này. Tính viền trên nhá, tính viền trên cái thước. Đó, chắc cái toán trên nào. Khi nào cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt? Đó, đưa lên. Khi nào thì đó. Khi nào thì đường thẳng y bằng 2m cắt đường tròn lượng giác và phần màu vàng thôi tại hai điểm phân biệt. Nhiều đứa sai đấy, chỗ này nhiều đứa sai đấy. Khánh Minh bị nhầm một chỗ này này. Rồi, Ngọc Mai ok rồi, các đứa khác khá dễ thôi. À, muốn cắt tại điểm phân biệt đúng không? Thì nó phải như thế này đã. Như thế này. Đây là 2m này. Thì mình so sánh, nếu là trục sin là giá trị là không là giá trị của nó nhá, thì mình so sánh với những giá trị nào thì 2m của thầy nó phải lơ lửng ở đâu? Tôi đang nghe là gì nhỉ? À không, phải nhỏ bằng 2m. 2m phải nhỏ hơn hơn 1. Không bằng 1 được. Vì nếu 2 bằng 1 thì nó không môn nhiệm thôi đúng không? Tức là không phải nhỏ hơn học à, bằng m, m sẽ nhỏ hơn 1. Được chưa nhỉ? Nhớ lại cái bài này chưa? Không quá khó đúng không? Ok không nhỉ? Lê Nhung, nhớ lại cho Lê Nhung. Rồi. Không. Ủa, cha ơi, nhắn tin nhầm người rồi, cha ơi, nhắn tin cho thầy à? Chat thì thầy biết thôi, thì ra biết thì chat. Cha nghe có hiểu không? Có ạ. Mày quê quá ra hạn cái nhìn thầy rồi. Bà nào biết thì chat lên để thầy quan sát thì mình sai thôi. Tốt cho mình thôi, còn không chat cũng được. Ok chưa? Đó. Khôi nghe hiểu không nhỉ? Có. Rồi bài tương tự nhá, nốt bài tương tự thôi. Thầy nghĩ nếu các thầy cô cho như thế này thôi, nhớ là trục sin là chiếu sang ngang nhé, còn trục cos là phải chiếu xuống thẳng xuống người trên nhá, nên là tránh sai sót cơ bản. Bài hai là phương trình là hai có bình x cộng 3m trừ 1 nhân cos x, 3m trừ 1 nhân cos x rồi cộng 3m bằng không. Sửa đúng chữ này, có trừ nhé, có trừ ở đây.
cái này con ở đây là có bốn nhiệm thuộc từ phòng đến 3 đi trên 2, vẫn cho đoạn như vậy thôi. Bốn nhiệm từ phòng đây. Ừ, tự làm đấy, 3 phút thì cho tự làm rồi trai cái quả đi. Thông thường những bài này mình sẽ quy về phía trừ bậc 2 và kiểm tra delta nhé, để hướng chính là như vậy thôi. Và hầu như sẽ là như vậy. Tự làm nha, lên tay tụi các kiểu rồi nhìn cái gì thế chưa. Cho thầy cái này đẹp nhé, 31/2 cho đẹp, không để kia này hơi xấu. Sửa xuất ra thì 31/2 nhé, 31/2 đẹp hơn, không để kia hơi xấu làm.
Rồi, thầy ra 2T rồi đấy, 3M trên 2 và trừ 1 phần phần 2. Thì cái quan trọng là bước xử lý biên luận điện như thế nào thôi. Vẫn được trở lại ra này nha. Nhớ trục cốt là mình phải chiếu nhớ xuống. Như bây giờ hỏi một đứa nào, hỏi một đứa đi nào, cái tương đương hay là gì nhỉ? Nào, phương trình 2 cos x bằng trừ 1 phần 2 thì theo mấy đứa có bao nhiêu nghiệm thuộc từ 0 đến 3π trên 2? Nào, cos x bằng trừ 1 phần 2 thì có bao nhiêu nghiệm mấy đứa nhỉ? Hỏi câu cơ bản trước đã. Theo Thùy Dương này, Thùy Dương này có mấy nghiệm? Giá trị của cốt đây, cốt là đây là một này, đây sẽ là trừ một này, đây là không này. Đó. Nhớ cốt là chiếu xuống nhé, chiếu lên xuống. Thì cos x bằng trừ 1/2 theo Thùy Dương có bao nhiêu nhỉ? Ngọc là chắc nhờ người Ngọc ạ. À. Chúng mày tầm nối với nhau à. Cho nó tự nghĩ. Nào, thì Dương nhìn cho thầy đoàn cho lượng giác nhá. Nhìn này. Trừ 1 phần 2 ở đây đúng không? Học phải để ý một tí vào. Trừ 1 phần 2 ở đây thì thầy bảo rồi, cốt của mình là chiếu lên chiếu xuống đúng không? Chiếu lên chiếu xuống. Đấy, thì sẽ là cắt tại mấy điểm này. Cắt tại mấy điểm? Cắt tại 2 điểm. Và tức là cái sẽ có 2 nghiệm, hai có 2 nghiệm phân biệt. Hiểu vấn đề chưa? Bây giờ mình sẽ một chốt một hạ một câu nào, chốt là một câu là để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì bây giờ nhá, vì thằng hai rồi, vì thằng hai bản thân nó đã cho 2 nghiệm phân biệt rồi, thì khi ở phương trình 1 có bao nhiêu nghiệm đối với đứa biết, để có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình 1 cần có bao nhiêu nghiệm nữa. Chỗ này hiểu là sai này, trông thế thôi nhưng mà sai nhiều. Nào thử theo Lan nào, theo Lan nó cần bao nhiêu nghiệm nữa? Hai ạ. 2 nghiệm mỗi, thế thôi à? Có ai có ý kiến khác không? Nào, có ai có ý kiến khác không nhỉ? Để phương trình có 4 phân biệt thì phương trình 1 cần có mấy nghiệm nữa? Nào, theo Mai Mít nhỉ? Nè. Ừ, cho mày còn cần có mấy nghiệm nữa? Cần có 2 nghiệm nhưng mà nó phải khác 2 kỷ niệm ở trên. Cụ thể hơn những nghiệm ở trên, những gì cụ thể đi. Là phương trình 1 có 2 nghiệm rồi, phân biệt khác cái gì? Đây, là cốt thôi mà. Phải khác bao nhiêu nhỉ? Phải khác đi trừ 1 phần. Chỉ một vấn đề. Ok, đúng rồi. Đây này, các bạn nhớ nhá. Thế là, đây là cốt
bằng 3m trên 2 và cos bằng trừ 1 phần 2 đúng không? Thì muốn có 4 nhiệm ý, thì bản thân thằng 1 phải có 2 nhiệm phân biệt đã. Nhưng mà chẳng may 2 nhiệm đấy là trùng trừ 1 phần 2 hay sao? Tức là cái cos nó trừ trùng trừ 1 phần 2 hay sao đúng không? Thì phải loại cái trừ đấy đi. Thì tương đương là khi nào? Tương đương thì khi nào nó có 2 nhiệm phân biệt nhỉ? Điều kiện đầu tiên này, muốn khác trừ 1 phần 2 tức là 3m trên 2 khác trừ 1 phần 2 này. Điều kiện thứ hai nó sẽ là gì? Nào, thử tra lên xem nào. Điều kiện thứ hai sẽ là gì? Cẩn thận sai dấu linh tinh nhé. Nhớ cốt là chiếu xuống. Các bạn học ngồi nghe tập trung mà không hiểu cứ bảo thầy giảng lại thôi, không có gì cả. À, khác bao nhiêu? Điều kiện thứ hai là gì? M thuộc cái khoảng nào thì để nó có hai cái phân biệt nhỉ? À, 3m trên 2 của thầy đúng không? Kẹp giữa cái gì? À, Hoàng Trang là kẹp giữa cái gì nhỉ? Hoàng Trang nhỉ? Dạ. Ừ. 3m trên 2 kẹp giữa cái gì để nó có hai nhiệm phân biệt? Nhớ cốt là chiếu xuống nhé, cốt là chiếu xuống. Em có thể là không nhỏ hơn hoặc bằng 3m trên 2 và nhỏ hơn âm 1 nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 nhỏ hơn 3m trên 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi, mày nghĩ mày đang chưa tỉnh ngủ cái gì? Tức là Không m khác trừ 1 phần 3 đúng không? Và cái này sẽ là trừ 2 phần 3 nhỏ hơn m, m nhỏ bằng 0, ok. Nhớ lại câu này chưa? Tất nhiên là thứ bảy hay gì đó sẽ gửi các bạn một cái đề, gửi một cái đề các bạn luyện tập. Thì nó khá là dễ thôi. Được chưa mày đứa? Đấy nhá. Ok. Thi luận giác chỉ đơn giản nghe thôi. Hy vọng là thi trực tiếp nha. Chứ thi online thì mệt lắm. Thi online là trắc nghiệm đấy. Thì bây giờ không quay xe kịp đâu. Trắc nghiệm mấy đứa. Thật ra thì chúng bạn có làm bài mấy đâu. Toàn chép bài nhau là chính rồi. Nhưng mà thôi thì trực tiếp đi. Trực tiếp cho nó sống thật một chút. Được chưa? Rồi. Mình sang phần thứ hai. Phần thứ hai là tổ hợp xác suất. Xác suất. Chưa biết được, nếu mà thi online thì khả năng cao trắc nghiệm chứ, mà để chấm bài off thì chết à? Chấm bài online trên máy tính thì để mù mắt à? Bao nhiêu đứa như thế? Một khối, khối 10 nguyên 1. Mỗi người chấm tầm 150 bài, 150 bài đúng không? Một chấm nhìn trên cái máy tính để mù mắt à? Bây giờ thi online thì không biết chấm trên phần mềm gì ấy. Hiểu vấn đề không? Đấy. Tấm xong còn trả bài cho chúng mày nữa nên là rất là mệt. Nếu mà thi online thì chắc là lại thi trắc nghiệm, thì nghĩ là vậy. Nếu mà quay xe sẽ có họp tổ nhé, chứ đừng nghe ai nói không có căn cứ gì cả. Phải có họp tổ đàng hoàng hoặc là có thông báo trên nhóm Zalo của trường đàng hoàng và cho toàn thể giáo viên biết, chứ không phải là một hai người biết trước được. Nhưng là có thông báo gì thì sẽ báo lại cho mày sau. Có thông tin gì phát là nhà trường lại báo lên trên nhóm này, thì tha hồ mà có thông tin, chứ tạm thời thì mấy cái đấy chúng mày đừng tin vội. Thầy còn chưa biết mà chúng mày đã biết rồi, đừng cười thật. Ok nha, tổ xác suất thì cái quy tắc đếm đấy, bài toán đếm thì khả năng cao là toán đếm số thôi, thì nhớ lại cho thầy một chút cái đếm này. Nhớ lại cho thầy về quy tắc nhân, quy tắc cộng và cái hoán vị này, cái hoán vị các bạn phải nhớ nhé.
là cái dấu hiệu của nó, dấu hiệu là n thay thừa đúng không? Thì dấu hiệu của nó đây là có n phần tử xếp cả n phần tử, còn nhớ không? Có n phần tử xếp cả n phần tử thì đấy là dấu hiệu của hoán hoán vị. Thì số hoán vị sẽ là n dài dài thừa, được chưa nhỉ? Cái thứ hai là cái chỉnh hợp là AKN. Thì dấu hiệu nó là gì? Dấu hiệu là mình có hai cái chính, chọn K phần tử trong N phần tử. Cái thứ hai là xếp xếp K phần tử vừa chọn. Nhớ là cái trình hợp này chưa? Ví dụ nhanh như kiểu là, ví dụ như kiểu là xếp 10 người chẳng hạn vào ba ghế, kiểu như thế. Xếp 10 người vào ba ghế, à, sorry, gì lộn, xếp ba người vào 10 ghế nó hay hơn, nó vẫn như nhau thôi nhưng mà ok hơn. Xếp ba người vào 10 ghế kiểu như vậy, được chưa nhỉ? Chọn xong rồi xếp. Còn cái tổ hợp, còn cái tổ hợp là CKN, CKN đúng không nhỉ? Cũng có hai dấu hiệu chính, dấu hiệu chính là tổ hợp, tức là cũng là chọn phần tử trong cái này phần tử, được chưa nhỉ? Cái thứ hai là gì? Là không xếp các phần tử vừa chọn. Tức là mình hiểu như sau này, tức là mình chỉ chọn cho đủ số lượng người thôi, chứ mình không quan tâm là thứ tự chọn trước hay chọn sau, chỉ cần chọn đủ số lượng thôi. Ví dụ như là chọn 3B trong 6B, hiểu vấn đề không? Tức là thầy quan tâm là gì nhỉ? Chỉ chọn cho đủ số lượng thôi, không quan tâm là chọn cái này trước hay là chọn cái này sau, thầy không quan tâm chuyện gì lắm, chọn cho đủ số lượng thôi là được. Mày lý hiểu vấn đề không? Đấy, đấy là những bài toán hoán vị, trình hợp, tổ hợp thì dấu hiệu các bạn phải nắm rõ. Thì phần này cái câu một điểm, mình có hai câu một điểm về cái này, thế rất là dễ thôi, được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Đấy. Rồi mình sẽ triển khai một chút vấn đề nhé. Nói chung phần này không khó đâu mình ạ. Cô Lan ra đề thì tôi nghĩ chắc cô Lan ra đề không ra đề khó đâu. Vì chính cô Lan bảo là ra đề dễ thôi, vì chuyển học con thì nó không biết cái gì đâu. Đấy, nên là không biết được, không biết có nên tin tưởng không. Vì nhiều người cứ dễ còn lừa giáo viên nhưng mà khó với học sinh mình lắm. Được chưa nhỉ? Ví dụ một là sẽ nhớ lại. Ví dụ một. Và thần đếm nha. Cho tập A. Rồi. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau tạo từ tập A, từ tập A sao cho câu 1 dễ chưa này, là số chẵn. Câu 2 là chia cho 5. Câu thứ ba, câu thứ ba chắc là đi thi chỉ một hai câu đầu này thôi thì cũng không hơn được, phải đoán vậy. Nhưng mà thầy cứ cho thêm là có đúng hai số chẵn, đúng hai số chẵn. Câu thứ tư
Có đúng không? Chắc này câu thứ tư. Là đúng 3 lẻ. Có 3 lẻ. Có 3 lẻ. Và chẵn. Và câu thứ 5 cho 5 ý thôi. Câu thứ 5. À, luôn có số 1, 2, 3 và 1, 2, 3 không có hai số nào cạnh nhau. Hiểu câu hỏi đó không? 1, 2, 3 không có hai số cạnh nhau, có lẽ hơi khó một chút. Đấy, có thể là có vận dụng luôn được. Nhớ lại một tí về cái hoán vị trường hợp này được chưa nhỉ? Rồi, chắc khoảng mấy câu lên lên nhá. Để cho 1 đến 2 phút chuẩn bị để câu 1 câu 2. Chắc thấy kết quả của câu 2 lên. Xem đúng hay sai. Vì hai câu này hai câu khá dễ thôi. Hai câu đầu là hai câu dễ, ba câu sau là ba câu nó nâng cao một tí, còn những câu dễ hết rồi thì chỉ làm lại thôi, không hơn. Có kết quả đưa lên cho thầy nhé. Đó. Khác nhau nhiều thế. Chà, xem lại nhưng thấy hơi ít. Ít quá, hai câu ít quá. Trình bày đi thi ngắn gọn thôi, nếu mà đi thi trình bày ấy, hoặc là chia ô hoặc là như thế này, nếu mình gọi số thì có dạng là gì? Gọi là A, B, C, D, E, F tùy các bạn đúng không? A không. Đấy, bây giờ nhá. A không. Mình trình bày ngắn gọn thôi. Hồng Anh có vẻ chưa đúng rồi. Bây giờ nhìn này. Số chẵn đúng không? F nó chỉ thuộc gì thôi. Chỉ thuộc là gì nhỉ? Là 2, 4, 6, 8 thôi. Số chẵn là. Tức là đít phải là chẵn. Tức là F có 4 cách. Đúng không? Bây giờ mình sẽ trình bày như sau này, ngắn gọn như này. À, vậy mình có bao nhiêu? À, A, B, C, D, E. 5 số còn lại có bao nhiêu? Nghe này. Tập A đang có 8 số. Tập A đang có 8 số, đúng không? F là chiếm một số rồi, tức là còn lại 7 số thôi. Xếp 5 phần tử. Chọn 5 phần tử để xếp vào A, B, C, D, F. Tức là sẽ có bao nhiêu? A, 5, 7 cách. Vậy chốt lại bao nhiêu? Có 4 nhân A, 5, 7. Các bạn hiểu không đấy? Như này. Còn lại 7 phần tử. Mà số cần xếp A, B, C, D, E thì chỉ là 5 chữ số thôi đúng không? Thì sẽ là chỉnh hợp chập 5 của phần tử. Được chưa nhỉ? Sẽ là A, 5, 7. Dạy rồi. Bằng bao nhiêu? 1, 0, 8, 0, 0 à? Đúng kết quả này không? À, 100080. Các bạn hiểu cái này không? Để trình bày ngắn gọn như này thôi nhé.
F một số, ok, còn lại 5 số, còn lại 7 phần tử. Tức là chọn 5 phần tử trong tập A để xếp vào A, B, C, D, E thì chọn xong xếp chính là A, K, N, kiểu như vậy. Rồi. Câu thứ hai, trình bày vẫn tương tự thôi. Câu thứ hai nào? Ngân nào? Câu thứ hai là F có thuộc 5 Một số năm thôi gì đấy? nhỉ? F có mấy cái chọn. F có một cách chọn Rồi tương tự A, năm số A, B, C, B, D. Rồi năm số còn lại đấy, đúng C, không? D có A, 5, 8 cách chọn. 3, 5, 8. Nhưng mà khác F đi mà. Khác F đi chứ là À, chỉ có khác năm số. 7, à, A, 5, 7. Đúng không? Chốt lại bao nhiêu? Là có 1 nhân với cả A 57 bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm cái này phát. 2.520 2.000 bao nhiêu? 2.520 Ok. Rồi. Bạn nào mà sai thì sửa lại giúp thầy nhá. Nếu mà bài toán đếm ý, thì chỉ rơi vào một trong hai con này thôi, thì đoán vậy, không thì khó hơn được, nhưng mà phải điểm số khó hơn thì mày không làm được. Vì ra đề phải ra đề và đa số học sinh phải làm được chứ không phải cho lớp chọn. Thầy cho lớp chọn thì sẽ khác. Ok. Rồi thì bây giờ sang câu 3 nào. Câu 3 nghĩ một chút câu 3 này. Câu 3 có ý tưởng là câu 3 không? Đúng hai số chẵn thôi. Một số có 6 chữ số mà có đúng hai số chẵn thôi, vậy các số còn lại là phải là số số lẻ hết. Tức là mình sẽ hiểu là hai chẵn là bốn bốn lẻ. Nào. Cho thầy ý tưởng là đừng chát số nha, chát cách làm thôi, đừng chát số. Chưa đúng thì ạ. Kết quả này chưa đúng rồi. Gần đúng thì sửa một tí là đúng. Đừng chắc số nhé, chắc cái A, C, C gì đấy, đừng chắc số. Nào, suy nghĩ một chút xem nào. Đúng hai số chẵn thì mình quẩy kiểu gì? Rồi, Mai để Trang đúng rồi, hai đứa ok rồi. Thì đứa khác, thử đưa lên thôi. Sai thì cùng sửa. Hết ý kiến chưa? Sao thấy trà là phức tạp nhỉ? Thì chưa ổn lắm. Hồng Anh kết quả nó chưa đúng rồi.
Rồi, văn minh ok này. Minh Phương chưa đúng nào. Bây giờ mình có hai cách nhá, hai cách. Cách một. Ý tưởng của thầy ấy, bây giờ nhá, nghe này. Mình hiểu này, hai số chẵn thì phải mấy lẻ? Bốn lẻ, chuẩn chưa? Bây giờ ý tưởng của thầy sẽ là chọn tập B. Chọn tập B gồm gì? Gồm hai chẵn, bốn lẻ. Chọn một tập hợp gồm hai số chẵn và bốn số lẻ thì có bao nhiêu cái chẵn, có bao nhiêu cái chọn nhỉ? À, tập A của thầy có bốn số chẵn đúng không? Chọn hai số chẵn trong bốn số chẵn sẽ là C 24. Tập A có bốn số lẻ, chọn hết bốn số lẻ sẽ là C 44. Được chưa nhỉ? Bằng 6. Cách chọn tập B. Bây giờ nhá. À, giả sử tập B như thế, giả sử tập B như thế này, nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 7. Có đúng hai chẵn bốn lẻ không? Thì bây giờ nhé, à, mỗi tập B có bao nhiêu số thỏa mãn nhỉ? Thì bây giờ các hoán vị các số trong này không? Hoán vị các chữ số trong tập B ấy, thì có phải thu được một số thỏa mãn đề bài không hả mấy đứa? Cứ một hoán vị trong tập B như thế này thì thu được một số cho đề bài không? Có đúng không? Thì mỗi tập B sẽ có 6 dây thừa hoán vị. Vậy chốt lại có bao nhiêu? Vậy có bao nhiêu số nhỉ? Có 6 nhân 6 dây thừa số. Mã. Ok, đây là cách cách đầu tiên là như vậy. Cách thứ hai. Cách thứ hai là thầy vẽ. Cách một là nghe hiểu không? Lợi nghe hiểu cách một không lợi. Ok chứ? Nhung cách một nghe hiểu không? Tạm, rồi lại tạm, quên hết rồi. Hiểu lại cách một này, ý tưởng của thầy cách một đơn giản thôi. Tức là thầy chọn ra tập B như này nhá, là gồm hai chữ số chẵn và bốn chữ số lẻ, ví dụ tập B như này chẳng hạn. Ok chưa? Thì có 6 cách chọn. Rồi, thì bây giờ nhá, cứ hoán vị mỗi hoán vị của tập B như thế này chẳng hạn thì mình thu được một số thỏa mãn đề bài không? Đấy, thì mình quan sát là mỗi tập B có mấy hoán vị, mỗi tập B sẽ có 6 dây thừa hoán vị thỏa mãn. Thì vấn đề không nhỉ? Vì sao? Vì số tự nhiên của mình là 6 chữ số mà. Mà tập B cũng chỉ có 6 phân tử thôi. Có 6 phân tử, xếp cả 6 phân tử là dùng hoán vị của mình. Đấy. Vậy nhân vào. Cách thứ hai này, cách thứ hai nhé. À, bây giờ nghe này. Mục tiêu của thầy là thầy phải vứt, thầy phải nhóm được, thầy sẽ xếp được hai chữ số chẵn vào 6 cái ô này và xếp hai chữ chẵn vào 6 ô này này và bốn chữ số lẻ vào hai cái ô này. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ đầu tiên này. Tập A có mấy chữ số lẻ? À, xếp bốn số lẻ vào 6 ô. 6 ô đấy, tí hình ố, 6 ô hình chi vuông rồi nào. Xếp bốn lẻ vào 6 ô có năm cách, có a 46 cách. Này, tập này chỉ có đúng bốn chữ số lẻ thôi đúng không nhỉ? Tức là chỉ có một cách chọn bốn chữ số lẻ thôi để xếp vào 6 ô này. Ok, là a 46 cách. Tiếp tục. Ví dụ đây nhá, ví dụ như kiểu số 1 chẳng hạn, số 3, số 5, số 7. Và sử vậy nhá. Thì bây giờ mình lại còn lại mấy ô? Còn lại 2 ô. Còn lại 2 ô. Mà tập A thì còn lại bao nhiêu? Tập A thì còn lại bốn số chẵn. Đúng không nhỉ? À, chọn hai số chẵn xếp vào 2 ô là bao nhiêu? A 24. Vì sao? Vì tập A còn lại là còn lại bốn chữ số chẵn không? Thầy chọn ra hai số chẵn để vứt vào hai ô này, hai ô còn lại ví dụ là 24 chẳng hạn. Ok không? Sẽ là A24 được chưa nhỉ? Vậy chốt lại có bao nhiêu? A24 này nhân với cả A46.
các bạn xem kết quả giống nhau không? Vấn đề sau này sẽ giống nhau nhỉ? Thì nói chung là cách làm nó sẽ là như vậy. Rồi đấy, có hai cách làm nên thì mình sẽ triển khai tương tự cho câu 4 là ba lẻ ba trắng. Được chưa? Hai cách. Trà nghe hiểu hai cách này không? Em hiểu cách 2 nhiều hơn là cách 1. Thế sao thầy lấy những cái 1 có vẻ dễ hiểu hơn nhỉ? Cách một cái ý tưởng đơn giản tôi thấy những cái một thì nó dễ tường minh hơn ấy. Tức là cách hai này thì hơi may mắn một chút. Cách một nhá, nghe lại ý tưởng cách một này thì cái này dùng sẽ dùng rất là nhiều đấy. Tức là thầy sẽ chọn ra tập B của thầy ấy. Tập B của thầy là gồm chỉ có hai số chẵn thôi và bốn số lẻ, thì có bao nhiêu cách chọn tập B như thế này. Mục tiêu của thầy là chọn ra hai số chẵn là bốn số lẻ đúng không? Tức là bốn chọn hai chẵn trong bốn chẵn sẽ là C24 này, nhân với C44 là 6 cách đấy. Thì giả sử tập B cụ thể như thế này đi, giả sử một tập thỏa mãn như thế này thì mỗi tập B này mình xếp được bao nhiêu số thỏa mãn đề bài? Mỗi tập B này thì mình sẽ có 6 giai thừa số thỏa mãn đề bài không? Vì sao mình chỉ cần hoán vị các chữ số này thôi, hoán vị các chữ số trong tập B này thôi thì ra được số thỏa mãn đề bài không? Đấy, thì nhân vào thôi là xong. Thầy thấy cách một có vẻ dễ hiểu hơn chưa nhỉ? Mày kỳ cục thật. Thôi nói chung là cách nào dễ hiểu thì mình triển khai nhé. Thì sâu ra hai cách đấy, cách nào ưng với mình hơn thì làm. Nhưng mà thầy thấy cách một có vẻ ngon hơn. Thì câu 4 là tương tự câu 4 là thầy sai kết quả đi. Câu 4 thì mình đưa ra cách hai sẽ dễ bị nhầm hơn đấy, dễ bị nhầm hơn. Ánh Dương có ba nghe hiểu không Ánh Dương? Em có. Ừ. Em hiểu cách hai thôi. Là hiểu cách hai thôi. Trời ơi. Chúng ta thật là buồn cười. Rồi cách hai thì sai loại mắt ra. Rồi em tâm đi. Cách hai bài này hơi may mắn nha. Mai nhìn về thấy sai này. À, thử xem nào. Rồi, trà đúng rồi. Kết quả đúng rồi. Mình xem lại cho thầy. Mình xem lại nhé, chưa đúng đâu. Mai cách đầu của Mai sai đấy, thấy chưa? Cách hai thì đúng. Nên thầy bảo cách hai chúng mày lợi cách hai cũng sai nốt. Cách hai thì bảo cách hai bài này là ăn may nhé, ăn may cách hai là thì đúng thôi, chứ chuẩn phải là cách một. Lát thầy sẽ nói cách hai cho sai, chuẩn phải là cách một nhé. Mày cứ ham một cách hay là không được. Mình vẫn chưa đúng. Đó là cách hai sai hết.
Rồi, toàn kết quả đúng rồi. Hồng Anh ok rồi. Minh Phương đúng rồi. Nào. Bạn này chỉ có cách 1 thôi, cách 2 mình sai hết. Đúng rồi, lỡ cách 1 đúng rồi đấy. Cách 2 thì lát thì chỉ lỗi sai. Mai thử nghĩ xem cách 2 của mình sai thế nào. Nào, đầu tiên cách 1 nha, thầy vẫn cách 1 cho mọi người theo dõi này. Thủy đúng rồi, kết quả này đúng rồi mà Thủy. Kết quả là 11520 á, 11520. Nào cách 1 nha, vẫn cho cách 1 này. Ý tưởng là gì? Ý tưởng là phải chọn tập B đúng không? Chọn tập B gồm gì? Gồm 3 chẵn, 3 lẻ. À có bao nhiêu cách chọn? Có bao nhiêu? C34 nhân C34. Hiểu C34 ở đâu không? Chọn 3 chẵn trong 4 chẵn. Tức là 16, đúng không nhỉ? Ghi tiếp thôi, mỗi tập B có 16 cách là có 6 cách thừa, 6 cách thừa số thỏa mãn. Vậy chốt lại bao nhiêu? Chốt lại có bao nhiêu? Có 16 nhân 6 cách thừa bằng 11520 thì phải. Đúng không? Ừ, thế bảo cách 2 là chúng mày chưa hiểu cách hai đâu, mặc dù cách này cho mày nhìn ngắn ngắn mày sướng thôi nhưng mà chưa hiểu được cách hai đâu, cách hai là phức tạp lắm. Bài này thì bảo ăn may mà. Cách một còn ai chưa hiểu không? Ánh Dương hiểu cách một chưa? Rồi ạ. Đấy. Lan cách một nghe hiểu được không? Có. Tuyết Mai. Không ổn thế ạ. Minh Dương ok không nhỉ? Hiểu cách một không? Cách chân ái nhá, cách chân ái là cách một, vì cách này nó không phụ thuộc vào bao nhiêu lẻ bao nhiêu chẵn cả, là cách chân ái nhất là cách một rồi. Cách hai này thì vẫn giữ cách hai thôi, mà nó sẽ phức tạp hơn một chút đấy. Thì sẽ coi nó là 6 cái ô, vẫn coi là 6 ô nha. Nghe thật kỹ này, hơi bị lú đấy. Bình thường ấy, nghe này, ở câu trước nhá là mình xếp 4 lẻ vào 6 ô đúng không? Là A 46 cách. Nhưng vì sao thầy lại chỉ có cái này cách thôi? Vì con hiểu này, tập A của thầy ấy, nó cách hai, bây giờ thầy phân tích một chút này, rất nhiều ra kết quả này. Ra kết quả này là sai đúng hay sai này? Là A 36 nhân A 34. Rất nhiều ra thế này, rất nhiều đứa làm như thế này. A 36 nhân A 34. Đố mày đi biết nếu kết quả này sai thì sai ở đâu? Phân tích lỗi sai đó, sai ở đâu? Cái này chúng nó bảo xếp xếp lẻ trước, xếp lẻ. Cái này là xếp chẵn. Nào, mình phải hiểu mình sai chỗ nào thì mình nhớ lâu được. Đố mày biết chỗ này sai sai ở đâu? A 33 sẽ 33 được 34 33. Đúng rồi, chả phát hiện ra lỗi sai rồi đấy. Ok. Chỗ này nhá là chúng mày chỉ là xếp 3 lẻ thôi, nhưng chúng mày đã chọn ra 3 lẻ thì để xếp chưa? Hiểu vấn đề không? Thì nhiều lỗi sai kinh điển chỗ này này. Phân tích lại câu 2 nhé. Vì sao là 4 lẻ của thầy ấy, xếp vào 6 ô thì chỉ có A 46 cách thôi, thì vì sao lại thế? Thì nghe này, tập A này của thầy chỉ có đúng bốn số lẻ thôi, đúng bốn số lẻ. Các bạn nhìn thấy không? Tập A của thầy
nó chỉ có được bốn số lẻ thôi. Thế tức là chọn bốn số lẻ để xếp vào tập A, chọn ra bốn số lẻ chỉ có một cách chọn là duy nhất, đúng không nhỉ? Nên là xếp vào A chỉ có A bốn sáu cách. Tương tự sang cái tập này, à thầy còn mỗi hai ô thôi, còn mỗi hai ô, thì bây giờ thầy sẽ chọn số để xếp vào hai hai cái ô này, đúng không nhỉ? Đấy, thì sẽ là A 24 là như vậy. Thì bây giờ nhé, để chuẩn như thế này, đầu tiên là sẽ là gì? Đầu tiên là xếp lẻ trước nhá, xếp lẻ trước. Xếp lẻ trước này. Đầu tiên là chọn chọn 3 lẻ là bao nhiêu? C 3 4 đã. Cái thứ hai là xếp 3 lẻ, xếp 3 lẻ vào 6 ô phải là A 36. Vậy xếp lẻ là bao nhiêu? Có bao nhiêu? Có C 34 nhân A 36 cách xếp lẻ. Ok, giả sử đây là 1, 3, đây là 5 đi. À bây giờ mấy đứa quan tâm này, còn lại mấy ô? Còn lại 3 ô mà còn mấy số chẵn? Còn 4 số chẵn, đúng không nhỉ? Thì xếp 3 số chẵn và 3 ô còn lại. 3 ô toàn ố thôi, toàn nhân đang chi vu thôi. 3 ô còn lại là bao nhiêu? A 34. 4 số chẵn mà chỉ còn 3 ô thôi thì chọn 3 số chẵn để nhét vào 3 ô còn lại mà. Là A 34 không? Vậy chốt là bao nhiêu? Vậy có bao nhiêu? Vậy có là C 34 nhân A 36 nhân A 34. Đấy. Các bạn thử xem kết quả này đúng kết quả của thầy không? Bấm thử xem nào. Bấm thử cho thầy phát xem giống nhau không? Đấy. Đúng kết quả này không? Câu này đi thi là câu khó đấy nhá. Nếu gặp những câu kiểu này là câu khó đấy, không dễ đâu. Thì thầy khuyên các bạn làm cách 1. Ủa, kiểm tra thầy kết quả câu 2 đúng câu 1 không? Cách 2 đúng cách 1 không? Kiểm tra thầy xem nào. Nhiều lúc thầy lag thầy làm sai chỗ nào đấy mà thầy cũng chưa biết đâu. Thầy ơi. Cái chỗ mà xếp 3 số chẵn vào 3 ô còn lại ấy thầy. Cứ hỏi đi. Em không ghi đấy mà em ghi là chọn 3 số chẵn từ 4 số chẵn xếp vào 3 ô còn lại. Biết kiểu thế được không thầy? Ừ được, ok, không sao cả. Okay. Bấm kết quả đúng giống cho thầy nhá. Bấm đúng chưa? Giống ạ. Thì cái hiểu lỗi sai của mấy đứa chưa? Lỗi sai của mấy đứa là gì? Là quên mất không chọn ra 3 số lẻ để xếp. Đấy là cái lỗi sai kinh điển. Còn bài này ăn may thì bảo bài này ăn may rồi là vì tập A của thầy nó chỉ có 4 số lẻ thôi, đúng không? Nên chỉ có một cái chọn thôi, xếp vào 4 ô là A 46 cách đấy, để ăn may nhé. Còn thầy khuyên các bạn là cách 1, mình cách 1 này dù như thế nào ấy cũng chỉ hai dòng thôi, đúng không? Rất là ổn định. Đấy, cách 2 thì vừa khó hiểu, vừa phức tạp, vừa dễ nhầm. Good boy không thích, thích kiểu thằng bad boy là không nên. Ok trên nhà. Rồi, để sang câu 5 nào. Sang câu 5. Câu 5. Luôn có số 1, 2, 3 và 1, 2, 3 không có hai số nào đối cạnh nhau. Ví dụ như kiểu này này, ví dụ như kiểu là 1, 4, 2, 5, 3, 7 chẳng hạn. Đây, số này thỏa mãn này. Tức là trong các số 1, 2, 3 không có cái số nào đối cạnh nhau. Không có hai số nào đối cạnh nhau. Thì các bạn có bao nhiêu cách? Kết quả mai đúng rồi đấy. Ok. Diễn đạt có vẻ chưa chưa được ổn định cho lắm. Phương chưa chuẩn rồi, kết quả là chưa chuẩn. Suy nghĩ một chút, câu này là câu khó đấy nhỉ.
cho kết quả lên đi, có kết quả đưa cho thầy xem đúng hay sai. Nào, hết chưa? Hết được làm được chưa? Tạm thời có mấy mai đúng thôi các bạn khác. 2 phút nữa thì chưa? Sao thì ít thế gì thiếu một đống ấy gì ạ? Đó, chưa đúng. Cái này cách một, cái này hơi to thì ạ, cách này lại hơi to, số này hơi to, hết rồi hả? Đơn giản thôi, cái bài toán mà chia cách nhanh đi, chia cách nhanh từ các bạn rồi đấy. Thế bài toán mà xếp 3 nam 7 nữ mà không có nam nào cạnh nhau ấy, đấy, kiểu bài toán như vậy. À đâu, những kết quả của Mai có đúng không nhỉ? Ờ đúng không? Nào bây giờ cách làm của thầy nhá. Đầu tiên này. Đầu tiên nhá, ý tưởng này này. Thầy cho 3 số khác 1, 2, 3 từ tập A. Ví dụ xem bạn cứ chọn nhỉ, bỏ đi 1, 2, 3 thì tập A của thầy còn lại 5 số thôi đúng không, bỏ đi 1, 2, 3 mà thì tập A thì còn lại 5 số chưa, thế là sẽ có C 3, 5 cách được chưa nhỉ. Bây giờ nhá, à xếp 3 số vừa chọn, xếp 3 số vừa chọn bao nhiêu, 3 dây thừa cách đúng không nhỉ. Thế giả sử ba số vừa chọn là sẽ là gì, ba số như kiểu 4 chẳng hạn, 5 và 8 chẳng hạn, giả sử như này nhé, trời ơi, rộng quá, 4, 5, 8, 4 này, 5 này, 8 này, thì các bạn nhìn như thế này này, xếp ba số này theo hàng ngang đúng không, thì 4, 5, 8 nó tạo thành mấy khe, tạo thành 4 khe trống, vì ba số vừa xếp, ba số vừa xếp tạo thành mấy khe, 4 khe trống, 4 ô trống đi, 4 ô trống đúng chưa nhỉ. Thì bây giờ nhá, nghe này, để 1 2 3 không có hai số nào đứng cạnh nhau thì tức là 1 2 3 thì mỗi số sẽ chiếm một ô trong 4 cái ô trống này, như là 1 đây chẳng hạn, đây là 2 chẳng hạn, đây là 3 chẳng hạn. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì bây giờ xếp 1, 2, 3 vào
4 ô trống là bao nhiêu? A 3 4 cách. Đúng không? Có 4 ô mà chỉ có 3 số thôi, chỉ có 3 4 cách, vậy chốt lại. Có bao nhiêu? Vậy có C 3 5 này nhân với cả 3 dư thừa này. Chuẩn chưa? Nhân với cả A 3 4. Đấy. Nó phải là thế này. Câu này cũng khó đấy. Kể cả câu này thì đại học, mức đại học câu này cũng phải trên 8 cộng thì chắc rồi, chắc chắn là vậy. Mà các bạn bây giờ phải hiểu là 9 điểm toán may ra còn đỗ được trường ngon, chứ 8 điểm toán thì cũng vứt, nói thẳng là vậy nha. Còn 8, 3, 2, 4 chỉ đỗ từ trường tầm trung thôi, như kiểu là thương mại, bảo vệ ngân hàng hay kiểu như vậy thôi, tầm trung thôi. Còn muốn trường tốt như kiểu ngoại thương, kỳ trung dân hay gì đấy thì 9, 3, 2, 7, nó chết là vậy, 9, 3, 2, 7. Nên là đã xác định học thì học nghiêm túc vào. Khối D thì thầy không lo vì khối D dễ lắm. Văn thì bao giờ điểm cũng 8, 9 rồi. Văn hầu như đứa nào cũng 9 điểm rồi. Toán cũng vậy mà anh cũng vậy nên khối D rất là dễ. Chỉ có lo cho bạn A1 thôi. A1 mới là bạn khó. Vì lý nó kéo xuống rất là nhiều. Còn khối D thì 2, 7 điểm dễ lắm. Không khó đâu. Trừ mình nhiều nhất là con. Nhưng mà khối A1 thì để 2, 7 điểm thì điểm ít. Tầm 5 đến 6 điểm thôi. Nhưng khối D 2, 7 điểm thì nhiều. Đấy. Chính ra thời của chúng mày là khối D ấy, thì 9 điểm văn lại thành dễ. Nhưng mà thời của thầy 9 điểm văn nó là quái vật rồi. Nhưng bây giờ 9 điểm văn thì dễ quá. Đấy. Anh cũng dễ. Anh thấy chúng nó về kêu đề năm nay dễ lắm. Bọn chả biết gì là được 8 điểm. Nên là cố gắng toán nha, toán trong 3 môn khối D, toán minh hóa, à toán văn anh thì toán như là môn kéo điểm cho mày xuống này, nên là học cho cẩn thận vào. Mà toán 9 điểm cũng dễ lắm, không khó đâu, chỉ cần chăm chỉ thôi là được. Ok. Ông Hoàng nghe hiểu cái em đây, Huy Hoàng nghe hiểu bài này không? Hồng Anh nghe ngóng được bài này không nhỉ? Có Ừ. Rồi, thế bây giờ ok, chọn số nhé. Nhưng mà cần đến xếp số thì đơn giản thế thôi. Có thể hoặc là số chẵn hoặc là chia cho 5. Thầy nghĩ chỉ một trong hai câu này thôi là câu dễ. Còn các câu sau thì cho nâng cao thêm thôi để trong trường hợp là dùng câu khó như thế nhỉ. Ví dụ 2 là một hộp gồm 5 bi xanh khác nhau, 4 đỏ khác nhau và 6 vàng khác nhau. Chọn chọn 4 bi thôi, 4 bi cho đẹp nhé. Rồi tính xác suất để câu 1 là chọn được 2 xanh 1 đỏ 1 vàng. Câu số 2 là chọn đúng 2 bi đỏ. Câu thứ 3 là đúng 2 màu. Và câu thứ 4 là đủ 3 màu. Rồi, xác suất thì nếu hỏi thì hỏi đơn giản này thôi, không hơn, không hơn nhé. Bài toán bi là bài toán thân thuộc nhất rồi, nên là chắc là khả năng cao sẽ khi vào chọn bi. Rồi cho các bạn 3 phút chuẩn bị cho thầy những câu này nhé. Có kết quả xác định 3 phút chuẩn bị. Và máy dễ thôi.
Nào, kết quả nào? Câu 1 ạ. Rồi. Tuyết Mai này, câu 1 nào. Đầu tiên con mẫu là gì á? Nó là gì? Tuyết Mai. Alo, Tuyết Mai vào đây không? Quên hết rồi à? Gọi là một cái gì? À, Lan nào giúp thầy nào? Nó mà gì? Alo Lan ơi, có đây không? 15 C4 ạ. C4 có 15. Rồi đến nguyên nhá. Câu A nào. Câu A mình gọi A là mình có gì đi? Mình có là hai xanh, một đỏ, một vàng. Vậy C đang ngay NA thế là gì? Nữa là C25 nhân C14 nhân C16. Rồi vậy chốt nghe PA thế là gì? C25 nhân C14 C16 chia cho C4 của 15 C40. bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm thay cả siêu phát. Mười sáu phần 91 ạ. 16 phần 91. Ok. Rồi câu B nào. Gọi B là biến cố đúng hai bi đỏ toàn nào. Có đây xử lý như thế nào? Đúng hai bi đỏ. Trường hợp em ở trường hợp một. Ừ, nói đi. Chọn hai đỏ, một xanh, một vàng. Thằng xét là gì? C24 nhân C15 nhân C16. Rồi trường hợp 2. Hai đỏ, hai xanh. C24 C24 nhân nhân C25. C2. Trường hợp 3. Hai đỏ, hai vàng. C24. C24 nhân C26. Vậy tổng lại bao nhiêu? Vậy NB là bao nhiêu? Tổng vào. 330. 330 thôi hả? Ok, vậy PP là bao nhiêu? Hai hai phần chín mươi ạ. Một cách này dài quá nhỉ? Cách này thầy bảo rồi, cách này thì nếu thầy 5 mi ý, toàn thử tưởng tượng nhé, nếu thầy bảo là lấy 5 mi đi thì theo toàn có mấy trường hợp, nhất trường nào nữa? Có thấy nhiều hơn không? Nếu mà giả sử đề của thầy cho 5 mi chẳng hạn thì theo toàn cách này sẽ có bao nhiêu trường hợp? Thì cái này không ổn đúng không? Cái này hơi dài. Nó cái cũng được. Không sao cả, cách thứ hai này. Cách thứ hai là gì nhỉ? Thầy dạy rồi. Tất nhiên là nếu mà nhà trường ra đề ấy, thì thầy ra đề thầy cũng cho 4 bi thôi để cho chúng mày có nhiều lựa chọn. Là cách này không phải là quá dài nhưng mà thầy cho 6 bi ấy, thì cách này làm là không thể, rất là mệt. Mình không chơi cái này được. Nào, chọn đúng 2 bi đỏ nào. Phương ly nào. Cách hai là gì nhỉ? Phương ly nào. Em làm cách một. Ok nào. Cách hai có ai là cách hai không? Tâm này. Em chưa biết ạ. Ủa? Quên hết rồi à? Phần này dạy cho mày khá kỹ mà sao đã quên rồi? Hai bi đỏ là C24, còn hai bi còn lại là C211. Đúng rồi, rất là ngắn như thế thôi. Rồi bây giờ mình chọn nhé, cho hai bi đỏ, tức là C24. Bây giờ mình phải hiểu này,
tập bi của thầy sẽ chia thành hai nhóm, là nhóm bi đỏ, nhóm còn lại là nhóm xanh vàng. Thằng đỏ mấy bi? 4 bi, thằng xanh vàng là 11 bi đúng không? Thì chọn hai bi khác đỏ. Khác đỏ. Chọn hai bi khác đỏ thì chỉ thuộc xanh hoặc vàng thôi, tức là sẽ là C 2 của 11. Thì cách này NBDO nhé. Đây là C 24 nhân C 2 của 11. Đấy các bạn bấm thử xem nào. Sẽ có đúng là 33 không không? Đấy. Thì cách này dù có 2 bi, 5 bi, 6 bi hay là 7 bi cũng được thì vẫn chỉ có hai dòng này thôi. Còn cách một các bạn ấy, thì càng nhiều bi thì sẽ có càng nhiều trường hợp, rất là mệt đúng không? Ngọc Linh hiểu cái này không? Ngọc Linh hiểu hai cách này không? Phương Anh nghe hiểu được không Phương Anh? Cách 1, ok, cách 1 thì nó chia trường hợp tường minh rồi, nhưng cách 2 thì không phải khó hiểu lắm. Tức là mình, các bạn hiểu này, là chọn đúng 2 bi đỏ, đúng 2 bi đỏ thôi, thì chọn 2 bi đỏ trong 4 đỏ sẽ là C24 không? Thì 2 bi còn lại phải khác đỏ không? Khác đỏ tức là nó chỉ thuộc vào nhóm xanh hoặc vàng thôi. Chỉ thuộc vào nhóm xanh hoặc vàng thôi. Đúng chưa? Xanh hoặc vàng là 11 viên, vậy sẽ là C2 của 11 thôi, ok không nhỉ? Không phải quá khó, là thi căn câu C nè. Câu C là C là biến cố gì đây? Biến cố đúng hai màu. Là đúng hai màu thì mình có những trường hợp nào? Dương mày chắc thì thầy không biết kết quả là cách nào là gì đâu, thì tạm thời để đây nhé. Nào, chắc thì có câu C này nè, đúng hai màu, nhớ lại cách làm thì ra dạy. Đúng hai màu thì có những trường hợp nào? Bài này mà các bạn chọn một cách làm chia trường hợp trực tiếp ấy, thì khá là khó. Như kiểu là một xanh ba vàng, hai xanh hai vàng, một vàng ba xanh chẳng hạn. Rất là mệt đúng không? Nam chưa đúng rồi. Kết quả nam chưa đúng. Sai nhiều đấy, con này sai khá nhiều đấy. Có kết quả đưa lên để xem nhá. Đừng có im ỉm một chỗ không biết sai nào đâu. Đó. Mình không thể ngồi chia trường hợp được, chia trường hợp như kiểu là xanh vàng riêng bản thân nó là có 3 trường hợp nhỏ rồi thì 3 cặp thì mình phải có 9 trường hợp thì nó rất là dài. Đúng không? Thì mình sẽ làm như ở nhóm nhóm lại. Nam sửa lại kết quả một chút. Các bạn khác kết quả bao nhiêu? Nhung là kết quả trên Nhung. Ừ, tính đi. Nào, Tâm nào. Sao Tâm thì có những trường hợp nào? Đúng hai màu thì có những màu nào? Đúng hai màu thì có một, cứ nói đi, cứ nói đi. Ừ,
Một xanh ba đỏ. Ý em là trường hợp là chỉ có hai màu xanh đỏ như trước đã, xanh hoặc đỏ, đúng không? Xanh đỏ. Ừ. Ừ, có những trường hợp nào nhỉ? Thì có một xanh ba, ba trường hợp là một xanh ba đỏ, hai xanh hai đỏ, hai xanh hai đỏ, ba xanh một đỏ. Ừ, sau đó sẽ tương tự cặp xanh vàng, cặp đỏ vàng cũng có ba trường hợp như thế, tổng là 9 trường hợp. Ý chắc là vậy. Nhưng mà làm thế rất là dài nhé, tâm nhân dài đúng không? Chính là mình nhìn đã thế nào rồi bây giờ nhé. Bây giờ thầy nhóm xanh đỏ một cụm đi, xanh đỏ một cụm, đây xanh đỏ một cụm, tâm cùng quan sát nhé. Xanh đỏ tổng là mấy bi? 9 bi. À 9 bi, bây giờ thầy chọn 4 bi trong 9 bi này là C49. Thế bây giờ nhé, thầy hỏi ta một chút này, khi thầy lấy ngẫu nhiên 4 bi trong cái nhóm này thì có những khả năng nào? Theo tâm có những khả năng nào? Có thể là cả bốn bi là đỏ, cả bốn bi là xanh, hoặc là có hai màu xanh đỏ, có ba trường hợp thôi, đúng không? Mấy yêu cầu mình là có đúng hai màu thôi, chứ là mình phải trừ đi trường hợp là một màu đi, chứ là mình trừ đi cái gì? Trừ đi cái gì nhỉ? C nào, bình tĩnh thôi. Trừ đi trừ toàn màu xanh đi. Trừ đi bao nhiêu nhỉ? T4 lần. Đấy, em hiểu chưa? Tiếp tục trừ đi gì nữa? T44. Đấy. Bây bấm nó sẽ bằng bao nhiêu? Không tin thì bấm thử xem có đúng cái 3 trừ hay cộng bằng không. Bấm thử xem nào. Một trăm hai mươi. Đấy, có đúng ma trường kia cộng vào không? Đúng rồi. Đấy, hiểu cái này nhanh ngắn hơn chưa? Đấy. Nào, tiếp theo cặp thứ hai là cặp gì nhờ? Tâm nhờ, cùng làm nào. Xanh vàng thì có, xanh vàng tổng bao nhiêu bi? Ừ, tổng có 11 bi, xanh vàng. Đúng rồi, C41. Nhưng mà có những khả năng nào trừ đi những trường hợp gì nhỉ? Trừ đi C45 và C46. Đấy, C45 và chữ C46 bằng bao nhiêu? Bấm cho thầy phát. 310. 310. Tiếp tục chờ 3 là gì? Vàng đỏ thì có C410. Là C410. Đây đỏ vàng tổng là maybe. Trừ đi gì? C45 trừ đi C46. Nó mày bị lác lác như thế nào rồi? C đỏ vàng phải C44 chứ. À vâng, C44. Mày cẩn thận một chút nào đi thi à. Trời nhỏ xa rồi hết lại không có kết quả. Đúng không nhỉ? 194. Bao nhiêu cơ? 194. 194, vậy chốt lại là NC là bao nhiêu? 524. Bằng 524, vậy PC là bao nhiêu? Ừ. 524 phần 1365. Rồi, hiểu hơn chưa? Hiểu cái này chứ? Em hiểu rồi. Đó. Nhớ nhá, mình không làm kiểu dàn trải kia rất là mất thời gian đúng không? Mình sẽ làm như thế này, gộp gộp nó lại. Đó. Tương tự là câu D nè. Câu D thì các bạn chia trường hợp trực tiếp cũng được, không sao cả. Vì có 4 bi thôi là đủ 3 màu. Rồi. Giờ mình cùng làm nhé. Cùng làm nào. Có những trường hợp nào nhỉ? Bài này các bạn nên làm tay bo thì nó hay hơn. Hay hơn là làm kiểu phần bù. Nào. Linh nghi nè, ba màu có những trường hợp này, chỉ chọn 4 bi thôi. Dạ, thầy gọi em à? Ừ, có những trường hợp nào? Đây là một xanh, một đỏ, hai vàng. Một xanh, một đỏ, hai vàng, bao nhiêu cái chọn? Có
C1 5 5 nhân C1 4 nhân C2 6. 6 tiếp tục. 1 xanh 2 đỏ 1 vàng 1 vàng và C1 5 C2 4 C1 6 và 2 xanh 1 đỏ 1 vàng sẽ là gì? 1 vàng C2 5 C1 4 nhân C1 6. Vậy chốt lại có bao nhiêu? ND là bao nhiêu? Hết rồi đúng không? Hơi lâu mà nghe lâu một tí. Các bạn vừa làm vừa nhẩm sẽ bấm nhanh hơn. Nên kiểu C14 là số 4 đấy, C15 là số 5 đấy thì nó giảm bớt đi một số thao tác thừa. Nhớ cái này cho nhanh này là C1N bằng N, C0N bằng 1, bấm những cái này sẽ nhanh hơn. Câu C là 624 á. 624 524 và Dương nhìn ra kết quả của bạn là 524 mà. Em bấm là 624 ạ. Các cái số này là đúng không? Các số thành phần này đúng không? Em bấm gộp vào luôn, em không tính từng cái một. Gộp vào luôn á. Lấy cái 100 điểm nào. Kiểm tra lại cái này. Cái này ra 310 ạ. Cái này 310. Rồi, cái là 624. Đấy, đi thi chỗ này phải cẩn thận nha. Khánh Linh làm thế không được. Nào, ra bao nhiêu nhiều ly nhỉ? Bấm thành chỗ này xem nào. 720 ạ. 720, vậy PD bằng bao nhiêu? Là chia cho C45. 48 phần 91. Ok, bây giờ mình sẽ sửa sai cho nhau nhé. Những cái lỗi sai hay gặp này. Ví dụ thầy luôn lấy bài của Khánh Linh vừa hỏi thầy nhé. Để xem mình được xem mấy sai ở chỗ nào. Cùng sửa sai cho nhau thôi. Học nhóm là phải vậy. Nào, bây giờ thế. Rồi, theo mấy đứa làm như thế được không? Nào, theo mấy đứa làm như thế có được không? Lấy C45 trừ với kết quả ở câu B. Sao lại câu B nhỉ? Câu C ý là câu C đúng không? Ý là câu C chứ. Lấy C45 trừ với kết quả ở câu C. Các bạn làm kết quả được không? Thiếu á. Thiếu chỗ nào? Thiếu trường hợp chọn 4 bi mà có đúng một màu. Đúng rồi, ok. Cái này thiếu nha. Cái này là sai. Sai luôn này. Sai vì sao? Vì thiếu. Trừ đi trừ một màu. Có một màu. Linh hiểu lỗi sai chưa? Ok. Đưa lên đây để cùng nhau sửa sai thôi. Không có ý gì đâu. Các bạn cứ phát biểu ý kiến của mình thôi. Sai thì sửa. Thế bây giờ có một bài như thế này thì sao? Nếu cách thứ hai nhé, là cách 1 đi chẳng hạn. Nếu cách 2... thầy làm như thế đúng hay sai nhé. À, bây giờ cách hai này, thầy cho một xanh, một đỏ, một vàng, tức là C15 nhân C14 nhân C16. Rồi, mục tiêu thầy chọn 4 bi đúng không? À, chọn một bi còn lại. Chọn mỗi màu một bi rồi thì còn lại là 12 bi không? C1 12. Vậy chốt lại là có bao nhiêu? Vậy ND của thầy sẽ là C112 này nhân C15 nhân C14 nhân C16. Cho các bạn này đúng hay sai? Đúng hay sai là vì sao? Nếu mà có một bạn làm như thế này
Thì đúng hay sai là sao? Hiểu cách của nó không? Đầu tiên là chọn mỗi bi một màu trước đã. À, mỗi màu một bi. Đấy, ok, đảm bảo đủ 3 màu chưa? Đủ 3 màu rồi, ok rồi. Chọn một bi còn lại là C112 nhân vào với nhau. Đó. Cách này đúng hay sai và vì sao? Nào, theo mấy đứa cách này nghĩ sao mình phải hiểu những cái trường hay hay sai của mình. Nào, có anh nha, cách này đúng hay sai chưa? Cứ nói quan điểm của mình thôi, sai thì cùng sửa. Ngọc, các Ngọc thì đúng hay sai? Em nghĩ là sai ạ. Ừ, có nhìn ra chỗ sai của nó không? Để em nghĩ là nếu như mà chọn như thế này thì nó kiểu kiểu chọn thành kiểu chọn hai lần. Em không biết giải thích như thế nào hết nhưng mà Kiểu bị lặp ý, kiểu bị lặp cái gì, kiểu sẽ bị lặp đúng không? Ừ, em cách cũng không biết này. này. Ừ, ok, là có ai có cách là nói khác không ạ? Chắc chắn là sai rồi, cái này là cách sai rồi. Nhìn có rất là nhìn rất có lý đúng không? Đấy, nhìn rất là ok, chọn mới là một màu được, không sao cả. Nên chọn một đi còn lại đấy thì nhân vào nhau thành loại thành sai. Các bước nhìn có vẻ rất là có lý nhưng mà khi kết hợp vào với nhau thì thể vô lý. Nào, cứ quan điểm của mình thôi, đúng sai chỗ nào? Bài này sai nhưng mà sai ở đâu? Khánh Linh nhìn là lỗi sai chưa? Cứ nói thử suy nghĩ của mình thôi, nói thử thôi. Nào, Mai Mít có nhiều lỗi sai không? Ăn chưa? Ok. Nào, nó bị lặp đấy, nếu mà chọn như thế sẽ bị lặp nhiều, nhưng mà bây giờ nhá, muốn chỉ ra nó sai đâu thì mình chỉ ra nó lặp ở điểm nào, nó lặp ở điểm nào đấy, chỉ ra cặp bị lặp. Chọn như thế này ok, nhìn rất là có lý nhưng mà sẽ bị lặp rất là nhiều trường hợp, bị lặp nhiều nên là khi nhân vào số rất là to đùng, kết quả của mình chỉ là 720 thôi nhưng mà là cách này số khá là to, bị lặp. Thì bây giờ nhé, các bạn nhìn cho thầy này. Thầy giả sử đánh số đi, đánh số nhé. Đánh số đỏ, bi xanh đỏ và bi xanh là đánh số từ 1 đến 5 nhé. Đánh số từ 1 đến 5. Bi đỏ đánh số từ 1 đến 4 đi. Không sao, phải khác nhau mà. Bi vàng đánh số từ từ 1 đến 6 đi. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì bây giờ nhé, nghe này. Ở bước 1, chọn ra mỗi màu một bi thì mình sẽ có khả năng là chọn được xanh 2, đỏ 2, vàng 2 không? Tiếp tục. Bước thứ 2, chọn một bi còn lại. Thầy giả sử chọn là bi xanh nhé. Giả sử chọn là xanh 1. Ok, đây là cặp đầu tiên. Cặp này là xanh 2, đỏ 2, vàng 2 và xanh 1. Ok không nhỉ? Nhưng mà nghe này, trong tình huống khác, ở bước 1 nhé. Chọn mỗi bi một màu, vì là chọn mỗi bi một màu là ngẫu nhiên đúng không? Nên mình cũng có khả năng chọn được là xanh 1, đỏ 2, vàng 2.
đúng không? Ở bước 2 chọn một bi còn lại thì vẫn là chọn bi xanh đi, nhưng mà bốc được bi xanh 2. Đấy thì các bạn nhìn thấy này, cặp này giống nhau chưa? Cặp này bị trùng nhau chưa? Bị trùng. Đấy, nên sẽ là loại. Mà rõ ràng là cái C, cái cách chọn tổ hợp ấy là không quan tâm là vị trí cái nào chọn trước cái nào chọn sau, mà nếu mà làm như thế này thì bị trùng cặp này rồi. Bị trùng cặp là xanh 2 đỏ 2 vàng 1 xanh 1, đấy bị trùng với nhau. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy là các bạn bị trùng nhá. Nên là cách này nhìn rất là có lý nhưng mà thành sai. Đấy thì đến những cái lỗi sai mình hay gặp là như vậy. Con hiểu ý đâu? Hiểu ý thầy không nhỉ? Về ôn tập kỹ nha, chủ động xem lại cho thầy cái phần nghi thức Newton, nó rất là dễ thôi, chỉ là tìm hệ số thôi, rất là dễ. Thì có thể là chủ nhật thứ bảy các bạn ôn tập tiếp nhé, thứ bảy ôn tập tiếp, còn tuần sau thì sẽ phát đề cho mình làm một hai đề thôi. Thầy sẽ gửi đề trên cái sắp ấy ở trên nhà, rồi mình sẽ làm chụp ảnh cho thầy lên để thầy chấm nhé, chụp cho thầy lên để thầy chấm. Ủa, học thứ bảy là sao? Không, vẫn sao học thứ bảy chả hiểu năng là gì. Mình học vẫn là thứ ba chủ nhật mà. Thầy vừa bảo thứ bảy thế. Ủa, thế à? Trời ơi, tao bị lag rồi. Vẫn là thứ ba chủ nhật nhá. À, hôm nay chủ nhật thì nhỉ. Rồi, thì có tuần sau vẫn ôn nhé. Để thứ bảy thì cho các bạn làm đề luôn. Ừ, sorry, thế là. Rồi, thôi, chào mấy đứa. Sao làm lỗi á? Tính sau vậy. Có phần mềm nào làm hay không? Để gửi cho thầy phát để thầy cho làm được trên đấy. Để lát thầy check lại cái sắp xem có lỗi không. Về tư tưởng là vậy nhá. Thứ bảy, thứ ba mình vẫn ôn tập tiếp nhá. Có gì thứ bảy mình sẽ làm đề, thì sẽ gửi đề trên đấy. Rồi các bạn làm và chụp ảnh cho thầy để thầy chấm. Sửa sai từng thứ một. Ok không nhỉ? Có phần mềm nào hay gửi cho thầy thì đăng đề lên đấy nhá. Nếu mà cái sắp không lỗi. Vì mấy cái này thì không cập nhật mấy đâu. Mấy ứng dụng này thì không cập nhật mấy. Ok không? Có đích tiêm cho mấy đứa? Có đích tiêm chưa? Có rồi ạ. Trời ơi. Thôi cố gắng tiêm đi.